bảy phẩm pháp nghĩa vô tạp lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn làm sao ở trong tất cả pháp không vô tướng tự tướng vô tạp có thể viên mãn tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm sao ở trong tất cả pháp vô lậu vô sai biệt an lập các pháp sai biệt và có thể hiện rõ như thế làm sao ở trong bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh. Nhiếp thọ tất cả chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nhiếp thọ tất cả thành đế khổ tập diệt đạo nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp thế, xuất thế. Làm sao ở trong tất cả pháp tướng khác an lập một tướng gọi là vô tướng và ở trong pháp nhất tướng vô tướng an lập các loại pháp tướng sai biệt? Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ ẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa mà tu hành bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, như thật rõ biết, năm thủ uẩn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa đều vô tướng. Vì sao? Vì các loại mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng sáng, bóng nắng, trò huyễn, ảo thành, sự biến hóa đều không có tự tánh nếu Pháp không có tự tánh là Pháp không có tướng. Nếu Pháp không có tướng là Pháp nhất tướng gọi là vô tướng. Này thiện hiện do nhân duyên này, nên biết tất cả sự bố thí là không tướng. Người cho không tướng, người nhận không tướng, vật cho không tướng. Nếu biết như vậy mà hành bố thí thì có thể viên mãn việc tu hành bố thí ba la mật đa. Nếu có thể viên mãn việc tu hành bố thí ba la mật đa thì chẳng xa lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. An trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa như thế, thì có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.